Kính thưa quý vị khán giả đang xem kênh YouTube Trọng Cà Mau, lời nói đầu tiên Trọng xin chúc cho tất cả quý vị có một ngày mới thật là nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc trong cuộc sống. Kính thưa mọi người, và hôm nay Trọng trở lại đây để thăm em may mắn cũng như là chính thức đón em may mắn từ ở bác sĩ về. Em sẽ sống ở trạm của chị Khánh Mai kể từ giờ phút này. Hôm nay là vết thương của em là lành rồi nè mọi người ha. Bạn camera chỉ vô với mỏ giùm anh ha. Cái hiện nay là cái vết thương đang lành rất là tốt luôn, mặt trên mặt dưới luôn. Em cũng mới về đây thì cũng nói chung là cũng có cái gọi là sợ hơn so với đằng thú y đông á, bạn bè á. Lắng nghe con. Không có gì hết nè, hai may mắn. Nay lành rồi. Hoàn toàn là bé may mắn đã được đem về đây và đã được là chữa trị một cách tốt nhất có thể và đã hồi phục một cách là hoàn toàn. Về đây thì nó cũng hơi gọi là hơi lạ lẫm so với cái chỗ ở mới. Hay con. Nè. Đó, vết thương lành hết rồi. Đó, thấy không? Từ đường xa xuống đây đó để chia sẻ cho quý vị là bé may mắn là đã chính thức hết bệnh, lành bệnh rồi. Nay là ăn uống đàng hoàng, chơi bời thoải mái rồi. Nghĩa là giống như bao bé bình thường khác rồi đó. Cuối cùng thì bé chó bị cọt cái mõm này cũng đã là có một cái kết mà Trọng thấy là quá tốt. Trọng cũng xin là cảm ơn Nhân Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ cho Trọng có được cái kinh phí để đi ra ngoài tận Phú Quốc, rồi cũng như là có kinh phí để điều trị cho bé may mắn. Thì ở clip trước thì Trọng cũng đã có chia sẻ đến quý vị là cảm ơn Nhân Mạnh Thường Quân. Bây giờ nằm trong cái máy đó Trọng cũng hết nhớ rồi, lúc trước Trọng đã cảm ơn rồi thì cũng có bao nhiêu đó. Thì Trọng cảm ơn quý vị rất là nhiều. Thực chất thì để khi bé may mắn này nó được như thế này thì về cái phần kinh phí thì có vẻ là hơi thiếu một chút xíu so với sự hỗ trợ của anh Thường Quân, nhưng mà cái phần đó thì Trọng coi như là bản thân của Trọng cũng đóng góp vô để cứu được em là Trọng cũng mừng rồi. Mọi người đóng góp được cho Trọng cũng mười mấy triệu thì cái tiền bệnh viện của em không là cũng cả 5-6 triệu rồi, cộng với cái tiền mà đi lại rồi ăn ở lên xuống thì chắc chắn là nó không có đầy đủ được, chắc cũng đâu đó cũng thiếu chút đỉnh. Thì Trọng coi như là Trọng bỏ ra cái phần đó để là cứu em, thì Trọng cũng rất là vui. Bữa nay là em là ok đó mọi người, hết bệnh hết trơn luôn đó, hoàn thành là trở thành là một đứa bé là bình thường. Gặp người hai cái bé mèo mà Trọng đem từ ở ngoài Phú Quốc đi về là cũng đang sống ở đây, là cũng đang rất là tốt luôn nè mọi người. Sức khỏe hai em mèo mà hôm đi Phú Quốc đó, trong quá trình là cứu bé may mắn thì lại vô tình cứu lại được thêm, trên đường về lại cứu thêm hai em mèo nữa. Giống như là mình bị mắc kẹt lại ở ngoài đảo mấy hôm do bão thì lại là có cái duyên cứu thêm được hai em mèo, giống như là cái đợt đi ra Phú Quốc của Trọng gì đó, là tính ra là cứu được ba em, một em chó và hai em mèo.
Thì hiện tại thì đang sống ở trạm của chị Khánh Mai hết. Và hai em mèo cũng đã đi test bệnh rồi, chích ngừa, tiêm vaccine. Hiện tại thì hai em cũng có mặt ở đây. Lát nữa chồng cũng sẽ chia sẻ hình ảnh của các em đến toàn thể quý vị, cũng như là hơn 10 em mèo mà chồng đem xuống từ của một mạnh thường quân ở Gò Vấp. Thì hiện nay các em cũng đang rất là mau lớn luôn. Mấy em nhà mèo nhỏ bên đây nó lớn lắm. Thì trạm cũng có chia sẻ hình ảnh với cô thường xuyên gửi qua cho cô, và đặc biệt là hai em chó liệt mà chồng mang xuống thì bữa nay nó bự rồi, con nặng nó bự hơn may mắn luôn á mọi người. Mấy em chó liệt bữa nay là bự hơn may mắn luôn, rất là bự luôn, bữa nãy chồng thấy chồng hết hồn luôn. Rồi những bé chó của cô Phượng, những bé chó của trạm cô Phượng thì các em cũng gọi là còn đầy đủ và sức khỏe thì em nào em nấy là tốt. Thì thôi rồi, vô đây ngồi danh nè nha. Hôm qua thì có một khán giả rất là yêu thương mèo, đặc biệt là yêu thương mèo, chị ấy cũng đã cứu được hai mươi mấy bé mèo nuôi tại nhà ở bên quận 8 thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà rồi người ta lại thưa kiện chị ấy, kiếm chuyện rất là nhiều, và cuối cùng chồng đã kết nối cho chị đó, chị Tuyết ở bên quận 8, cùng với chị Khánh Mai, và hai chị đã trao đổi với nhau. Thì chị Khánh Mai cũng đã quyết định nhận 27 bé mèo của chị Tuyết từ quận 8 mang xuống đây, rất là thương luôn. Một khán giả, một cái chị yêu thương mèo mà nuôi xong rồi, mọi người biết không, nuôi xong rồi khi mà bị người ta thưa kiện đó, đích thân chị liên hệ, đích thân chị mướn xe mang từ Sài Gòn xuống tới đây, 11 giờ đêm chị mới tới đây, rồi xong chị lại đi xe lại về Sài Gòn. Phải nói là một cái người mà yêu thương mèo thật sự luôn. Chính vì cái sự yêu thương thật sự cảm động đó thì chị Khánh Mai mới nhận là chăm sóc các em. Mà cũng cảm ơn chị Tuyết cũng đã hỗ trợ cho trạm một số tiền để cho trạm có được cái kinh phí để duy trì nuôi các em, cũng như là mua lòng cho các cái em mà chị gửi á. Thì số tiền thì do hai bên, chị Khánh Mai và chị Tuyết là tự tự trao với nhau, tự chồng chỉ là người giới thiệu thôi, rồi hai người nói chuyện rồi xuống tới đây và hỗ trợ lẫn nhau. Thì chồng cũng thấy là mình là một cái làm người kết nối vậy, thì mình chồng cũng rất là vui luôn. Đặc biệt thì hôm nay thì cái công việc chính của chồng xuống dưới này là chia sẻ hình ảnh bé may mắn, cũng như là chồng muốn là video này là đóng lại cái câu chuyện giải cứu một bé chó ở ngoài Phú Quốc đó quý vị. Thì cũng như là chồng hôm nay chồng xuống đây, ngoài cái việc là cũng thăm trạm, tính ra hồi xưa giờ mọi người chồng riêng cái trạm chị Khánh Mai thì chồng cũng đã gọi là giới thiệu rồi, làm cầu nối kết nối gửi đây cũng kha khá rồi đó. Bé nhận của anh bé nhận nè, bé nhận của anh Hùng, rồi hai bé liệt, rồi thêm bốn năm bé chó của trạm cô Phượng, rồi thêm mười mấy bé mèo, rồi thêm hai mươi mấy bé mèo nữa, là tính ra cũng là mấy chục bé rồi. Nên là chồng không thấy mình cũng là có cái trách nhiệm, và phải nói là một điều là chồng cũng cảm ơn chị Khánh Mai rất là nhiều. Trong những cái lúc mà dầu sôi lửa bỏng á, thì chồng cũng không có biết là phải cho các em nương náu ở đâu, thì bắt đầu là lúc đó là chị Khánh Mai lại giang tay hết. Có những trường hợp thì phải nói một điều là phải về đây thì các em mới 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 tốt được, tại vì đôi lúc các em nó cần một cái điều kiện mà chỉ có cái trạm ở đây là nó mới đáp ứng được cái điều kiện đó. Thì nó cũng cuối cùng thì chỉ có trạm này mới nhận được thôi. Nghe vừa vô cái liền ha. Ồ. Gãi liền, gãi liền, gãi liền. Áo. Áo. Đây là một trong những cái ngôi nhà mèo
Một lần chồng chị xuống đây, chồng chị thăm được lần ngôi à, phải nhiều quá, sáu bảy nhà kiểu này. Lên đây con. Thôi tỉnh leo đầu tôi nữa, đây biết ngay mà, biết ngay mà, biết ngay mà. Kìa dính nha, biết ngay mà tính leo lên người tôi đúng không? Này nè, nó gặp mình lãnh leo chẹo đầu mình ngồi à, đó nhìn này đó, nhìn này đó, khoái đó, khoái đó, khoái đó, khoái đó. Hai bé mèo kia đâu cô? Ở đây đúng không? Đây là mọi người, đây là hai em mèo mà gọi là, dạ, là vô tình thôi, là vô tình trong lúc mà trọng bị kẹt lại ở ngoài Phú Quốc trong cái đợt đi cứu bé may mắn, thì vô tình lại được cứu hai em mèo về, là trạm cũng đã gọi là đi test bệnh rồi chích ngừa rồi, bữa nay là đem về đây rồi. Đó, bữa nay bụng trong bóc rồi, nhớ không? Nhớ tôi không? Bữa đó tôi mang về đó, tôi giấu trên tàu đó, nhớ không? Bữa đó tôi giấu trên tàu về đó, bữa nay nó bự gấp gần gấp đôi mỏm luôn à, nhớ không? Bữa đó tôi giấu trên tàu á, đem ta trên tàu về, quý vị, là thật sự một điều gian nan, đâu có người ta đâu có cho đem mèo, nên là trọng phải gì bỏ vô cái giỏ, xong cái lấy bịch đó bọc lại rồi khoét những cái lỗ nhỏ nhỏ vậy nè, xuống đây mình nói chó cái cọng da giá vậy nè, trọng mới giá trong đây, đừng có lại, đừng có meo giùm cái, đừng có meo giùm cái, mà thiệt nó không có meo, may mắn dễ sợ luôn nè. Bữa đó tôi đi tôi đem về nhớ không? Ồ, bữa nay về tắm rửa nè, tắm rửa sạch sẽ chứ không phải như mua hổm đâu, hổm là dơ lắm bữa nay nè. Đã chưa, đã chưa, thay đổi hoàn toàn, cưng ghê. Trọng cũng khoái ẩm mèo với nó mọi người, con mèo nó ẩm nó nhẹ hơn con chó, rồi nó không có quậy như chó nữa, mặc dù nó hơi quào tí nếu nó không chịu. Nè con, trời bữa đó sao mà tôi ẩm ngoài Phú Quốc, ok quá, bữa nay kiếm chuyện với tôi. Còn đây nè, đây nè. Đây nè. Ui da, biết ngay mà. Đây nè. Muốn lắm thì tôi cho lên. Là, ẩm không có chịu, phải đòi, phải móc, phải ngoéo lên. Sao con? Mau ơi. Con này là phải ẩm lên vai, phải lên vai, lên cổ, còn lên này nữa nè. Ôi trời ơi, nằm ngửa ra kia gờ đó hả? Ngáo. Đã không? Kìa chưa? Kìa, đó, đó. Con này là vậy lần nào như lần nãy đó. Ở trên cổ, trên mặt không à. Lên lại đi con. Chưa chắc đã chịu đâu. Chưa chắc đã chịu đâu. Nè, lên trên đi con. Chưa. Nó không chịu luôn nha mọi người. Ý. Cưng áo. Ồ, bé vàng. Ghê chưa? Quá đã luôn. Đây nữa nè. Wow. Wow. Anh ẩm cái được không? Anh ẩm anh khoe cái được không? Nè. Nào. Cưng chưa? Cưng chưa? Cưng chưa cô bác ơi? Thở sạch sẽ ghê luôn quý vị ơi. Chanh. Chỗ nào cũng có niệm, chỗ nào cũng có niệm rồi, nó nằm trên ấy không à, đó nè, sống gì nè, trời ơi nè, đó
sướng quá mà nằm mà có người nè mà giặt mền thơm phức, rồi sáng là thay vô giống như là đi ở khách sạn và sáng có nhân viên vô vô thay ga giường như trời. Đó. Như là nhân viên khách sạn sáng có người vô thay ga giường nè, ăn sáng đi đại gia nè, đó đây là mới ăn sáng thôi, wow sướng thiệt chứ. Ồ con ngồi đây đó hả, con ngồi trong cái này con chơi đó hả, đây nè suy tư chưa đó, nhìn cái tứ ngồi trầm tư chưa. Đấy. Đây nè quý vị. Ồ. Ồ mèo. Ồ, sáng có người thay ga giường rồi đó hả? Chị mua mấy cái này đã quá ta. Mua mấy cái này nè mọi người, cái khăn dày dày nè như là một cái niệm nhỏ vậy đó, bao con nè mấy nè. Ở dưới có, trên có. Meo. Sướng chưa? Ý ý ý. Đó, có người thay ga hay giường cho. Đây. Ông làm gì vậy? Nãy giờ kia muốn ẩm đúng không? Mà không có ai ẩm cái đầu cái sủa kiếm chuyện đúng không, biết ngay mà, biết ngay mà. Ủa bé này mù hả ta? Mù ở chung với mèo Ồ mù nào cái gì? Ồ hèn chi là bé dễ thương như này, bé không có mắt luôn, có mắt luôn, nhỏ lớn không biết làm gì cho kiếm luôn đặt cho đặc biệt ghê luôn nè, là cô nuôi từ nhỏ xíu xiu nè, nó không có con mắt luôn nha mọi người, nó cũng bích chịch thịt đi luôn bích á, thịt luôn chứ không có con chồng nào là trắng như người đen độc lạ vậy trời. Bích mà dính cũng như luôn mèo nhỏ lớn luôn, mấy mèo sợ nó lắm, hai đứa mà đang cắn lộn à, phải ngồi trên chạy trên. rồi thương không cái tội. Ở đây nữa. Ồ mèo anh gà nè nó nha, đừng sợ nha, có làm gì đâu. Đó. Đừng vào nha, đừng vào tôi nha, thiệt á, đừng có vào tôi ẩm cái nè. Nhịn gì không cho tôi ẩm mà nhịn gì. Hello hello mèo này, ui mèo mun, hello nằm đã chưa, vương quốc mèo. Đây chị. Đây nè, đây nè, đây nè. Cái chuồng mà nhiều lứa. Nha. Tại Chưa test đúng không? Ôi chỗ có mèo xám nữa kìa. Ủa sao mèo ta mà nó màu xám vậy ta? Đây nè, lông này nè. Mèo này không phải đâu, mèo này mèo 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 mèo, mèo ấy đó, Ừ. nhưng mà nó bị viêm da nè, nó bị rụng lông á. À kính thưa quý vị khán giả, và đây là cái khu vực của 28 bé mèo của chị Tuyết ở bên quận 8, vì có một cái hoàn cảnh đặc biệt mà Trọng đã điện thoại cầu cứu với chị Khánh Mai và được chị ấy là kiểu như là thông cảm rồi cũng hiểu cho cái hoàn cảnh của chị Tuyết và đã nhận một lượt 27 bé mèo này. Hiện nay thì các em đã được vô mấy cái chuồng, tất nhiên là nó vẫn còn hơi đông hơn
À, các bé cũ là tại vì các em này bắt đầu phải vào cái giai đoạn gọi là test bệnh, nên là các em là riêng 27 bé. Chị Tuyết là hoàn toàn là nuôi ở đây, là chị Tuyết hoàn toàn là cứu về, nhặt về nuôi hết và chăm sóc rất là tốt luôn. Mà khi mà đưa bé xuống đây là chị Tuyết là ngồi xe tải đi cả ngày xuống rồi về trong đêm, phải nói là một cái người mà phải có tấm lòng nhiều lắm thì người ta mới là làm được vào đây nữa. Các em đang được nhốt riêng ở ở trong những cái nhà này, cái chuồng bự để là theo dõi. Tất nhiên là phải test rồi còn phải thiến nữa. Bé nào mà test không có bệnh xong rồi là phải thiến. Dạ, đem xuống đây còn có mèo bự rồi mèo nhỏ rồi mèo con nữa, nhiều lắm. Đây nữa nè. Thì sao mà cái mặt nó dài dài không, hình như là cả xóm á mọi người. Chắc chị Tuyết bà cứu là cái kiểu là cả một cái khu vực mèo á, cả một cái khu vực mèo rồi nó mèo mã gà đồng với nhau rồi nó sanh ra cả đàn cả đống nè. Trông nhìn thấy là y chang cái mặt luôn. Có vài con mặt cục cục thôi, còn như cái mặt dài dài giống hệt nhau luôn nè. Nhìn là mình biết là dòng họ nhà nó rồi. Ha, các con ơi, may mắn quá ha, về đây rồi ha, an toàn rồi. Những cái này là những cái quá trời nhiều, những cái lồng này để dành đi khám mà bỏ các em đi thú y nè, rất là nhiều luôn. Ở đây là ở khu này á nghe mọi người, là 5-6 nhà vậy chứ không phải là một nhà, 5-6 nhà mèo kiểu này luôn. Thật ra là chị Tuyết bà cũng chưa được tham quan luôn, tại vì cái hôm đó xuống đây là 11 giờ đêm rồi thì chị Tuyết cũng chưa có tham quan hết. Và chồng cũng sẽ giới thiệu sơ sơ cái kiểu là như là một cái nhà mà đại diện á, thì mọi người cứ tưởng tượng là có 6-7 nhà như này, thì chồng chỉ có thể giới thiệu một cái nhà đại diện thôi chứ quay chắc tới chiều luôn. À, ngoài cái nhà ga mọi người thì đây là cái khu mà cái sân chơi của các em nè. Cái sân chơi của các em thì 6-7 nhà của chị Khánh Mai thì ở trên nóc á, là chị làm lưới lại hết nha, lưới rồi xung quanh là an toàn rồi. Ở ngoài trước thì chị lại chừa một cái khoảng để cho các em có cái chỗ phơi nắng, cũng trồng vô một ít cỏ nè để cho nó có cái thì hoa lá cỏ cây cho nó tự nhiên. Thì các em cũng hay ra đây nè, cũng nằm giấc sáng này hưởng nè, hửi nắng hửi sương các kiểu nè. Môi trường tự nhiên. Có cây có cỏ cho các em. À, chồng nghĩ là chị Tiết ơi, xem cái video này thì chắc là chị đã yên tâm về cái phần 28 bé mèo mà chị vừa đem xuống trạm. Chị có nhắn tin cho chồng là mặc dù chị chưa có được tham quan những cái nơi khác, nhưng mà khi mà chị Tuyết đến đây, chị Tuyết thấy được cái đàn mèo của mình được trạm chị Khánh Mai nhận như vậy, mà trạm có điều kiện như vậy thì phải nói là điều là chị nói với chồng là ngoài sức tưởng tượng của chị, ngoài cái sự mong đợi của chị luôn. Chị rất là mừng và cũng như là gửi lời và cảm ơn chồng cũng như là cảm ơn trạm đã nhận cưu mang những bé mèo của chị. Kính thưa quý vị, thì vừa rồi trọng cũng đã chia sẻ với quý vị cái thứ nhất là hình ảnh của bé May Mắn. Bé May Mắn thì đã xuất diện, đã chính thức về đây và đã có một cái cuộc sống gọi là an toàn ở mái ấm. Cái việc thứ hai là cũng như là thông tin với quý vị là về những cái bé chó mà có liên quan đến trọng gửi gắm ở đây, là bé bé nhận của anh Hùng rồi, các bé chó của cô chạm cô Phượng cũng như là hai em bé Liệt, thì các em đang là còn hết, không có một bé nào mất, không có mất mát một bé nào hết, và các em đang sống rất là khỏe mạnh và hạnh phúc. Cũng như chia sẻ đến quý vị là hai bé mèo ở ngoài Phú Quốc thì như hình ảnh hồi nãy chồng chia sẻ rồi,
thì nó đang phát triển, mà chồng cũng không nghĩ được là trong một thời gian ngắn mà hai em nó bự ra như vậy mà nó mập mạp như vậy, rất là dễ thương luôn. Và thật sự với mọi người, nó còn được dành tình cảm đặc biệt từ chỗ chị Khánh Mai nữa, là chị Khánh Mai hay mang về bên nhà nuôi nữa. Tại vì chị nói là hai bé đó nó ở ngoài đảo nó khổ quá đó, nên là chị thấy quá thương đi, nên là chị còn bợ về bển á, bên nhà của chị nữa, chị thường xuyên chăm sóc riêng là hai em mèo đó nữa. Và cái cuối thì chồng đã chia sẻ đến quý vị là 28 em mèo mà Trạm vừa nhận cách đây một hôm thôi, cũng như là chia sẻ với quý vị là một cái nhà mèo đại diện ở đây có 6-7 cái nhà mèo như vậy, thì chồng chỉ có thể là quay chia sẻ đến với mọi người là một cái như vậy thì tất cả các cái khác nó cũng là y chang như vậy, và thậm chí có nhiều nhà còn đông hơn nữa, còn nhiều lòng hơn nữa. Chồng nghĩ là đây là một cái video mà có thể nói là khán giả cũng rất là vui, rất là thích thú khi được nhìn thấy các em có một cái cuộc sống như này. Thì chồng nghĩ là những người yêu thương chó mèo thì không ai mà không thương, không ai mà không yêu quý các em đây hết trơn á. Thì thôi, chồng cũng xin phép được dừng lại video. Cuối lời thì chồng một lần nữa chồng xin cảm ơn những mạnh thường quân đã hỗ trợ cho chồng có được một cái kinh phí để đi ra Phú Quốc cứu bé May Mắn về đây trị bệnh và giao lại cho Trạm, cũng như là trong cái quá trình đó thì có cái duyên cứu thêm hai em mèo nữa ở từ ngoài Phú Quốc đem về đây. Kính thưa quý vị khán giả, thì có lẽ là cái video nó cũng là khá là dài rồi, chồng đi một cái vòng nó cũng rất là đuối luôn. Thực sự với mọi người là sáng nay chồng đến đây thì là đi từ 5 giờ sáng đến đây nó rất là mệt luôn. Và trong quá trình quay video cho mọi người, chồng cảm nhận được luôn, chồng cảm nhận được là mình không có cái sức khỏe cũng như là có nhiều cái tinh thần, nên là chồng cảm giác được những cái lời nói của mình trong cái video này nó gọi là nó không có được gọi là mượt mà, cái kiểu nó bị trục chặt sao á, kiểu là mình bị mất ngủ á mọi người, nên là cái kiểu mình suy nghĩ rồi mình nói nó bị gián đoạn. Chồng cảm nhận được cái video nó sẽ có những cái chỗ mà trục chặt, nó nói chung là không có, chồng không hài lòng. Nhưng mà cái điều hài lòng là chồng chia sẻ được thực tế hình ảnh của các em ở đây đến toàn thể mọi người. Thì thôi, chồng cũng xin phép được dừng lại cái video ở đây. Xin chúc cho mọi người xem video của chồng thiệt là nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc. Bye bye tất cả mọi người nha.